anh em ở trong cái video sửa máy câu Zolo ấy, dòng Zolo với cả dòng KB với cả một số dòng khác thì thực ra tôi thấy cái lẫy khóa nó rất chi là giống nhau, mình áp dụng được mấy loại máy đấy. Dòng máy Zolo này thì có một số bạn đa số 90% các bạn làm sửa lại máy đều kêu, có một số bạn thì không kêu. Một số bạn không kêu chắc chắn là các bạn do cắt sai kích thước. Ở đây tôi có đặt một cái kích thước này. Này tôi sẽ làm cho các bạn một cái full. Đây. Đây lên trên đồ họa tôi thiết kế cho các bạn một cái chính xác luôn này. Đây. Các bạn sẽ cắt theo cái đây. Tôi giới thiệu qua một chút để cho anh em đỡ thắc mắc này. Đây là chiều dài 1,5 cm. Từ đây đến đây là 1 cm. 1 cm thì chia ra bên này 0,6, bên này 0,4. Chiều dài từ bên này sang đến bên này là 3,7 cm. Cao từ đây lên đây là 0,7 cm. 0,2 cm là cái lẫy cụp xuống. Còn hai cái lỗ tròn đây chính là 1 cm, chính là cái chỗ mà anh em đục lỗ để bắn ốc vít đấy. Nó có hai con ốc vít đấy, cách nhau khoảng cách 1 cm đây. Ví dụ đây là một cái mẫu này. Đây khi cái này nó duỗi thẳng ra. Đây. Đây bây giờ tôi đập đây xong rồi anh em bẻ cụp cái này lại thì nó sẽ như này thôi. Đấy. Thế thôi. Đây. Cái đầu này là 0,2 này. Đấy, góc từ đây lên đây là có nghĩa là từ chỗ này lên đến đây là 0,7 cm. Đây, cái bề này là 0,4 cm. Chạy ra đến đây là 0,4, trên này 0,6 để đục hai lỗ này. Hai cái lỗ này. Từ lỗ nọ đến lỗ kia là 1 cm này, từ lỗ này sang lỗ này là 1 cm. Đây khi tôi duỗi ra thì cho thẳng cái này ra. Đấy, anh em nhìn này, nó sẽ như thế này. Đấy, lúc duỗi ra nó sẽ như này này, đây anh em cắt này. Đấy, đây là cái mẫu lớn thôi. Ok, cái gì? Cháu tìm gì? Linh tìm ở trên đây. Ra vào, đóng cửa vậy đi. Ra vào cái cửa này. Ở đây. Ông tướng ạ. Anh em, thằng em nó vừa cho tôi rất chi là nhiều là cái lá đồng nhỏ này. Lá đồng này anh em lấy kéo cắt thì rất chi là dễ thôi. Vừa rồi tôi cũng có thử làm kêu khá chi là tốt. Mấy cái máy câu tôi hỏng thì tôi sửa hết rồi, nhưng ở đây còn rất chi là nhiều đồ dự trữ, nó phải vào mấy chục cái cơ. Đây này, anh em nào có máy câu mấy cái dòng mà nãy nó giống như thế, ví dụ tôi hiện tại tôi biết là một số dòng như kiểu là dòng KB, một số loại lẫy nó cũng chung với cả cái dòng Zolo này đấy. Anh em là hỏng lẫy mà ví dụ như kiểu chuyển hàng mà tôi chuyển cái lăng xê ấy hoặc là dây linh nữa này, dây linh anh em nào mà không 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 có dây linh buộc lục có thể bảo tôi, nhiều thì tôi không cho đâu, nhưng mà tầm 5 cái dây linh thì ok. 5 dây linh hoặc kèm theo một hai cái khóa này, cái để mà làm khóa này thì ok này. Chứ còn đấy thực ra thì tôi cái này tôi mới lấy được thôi, nó rất chi là nhiều, nó khoảng tầm vài chục cái. Nên là anh em nào mà nếu mà cần thì tôi sẽ bảo tôi thì tôi sẽ gửi theo cho cái này với cả cái dây linh buộc buộc trục này. Đấy, dây linh buộc trục thì tôi cũng còn khá chi là nhiều cơ. Mỗi bạn này tôi giới hạn 5 dây linh thôi. Và cái khóa KB này là hai cái thôi. Cái này là tôi, nếu mà anh em nó không có thì bảo tôi thì tôi sẽ cho. Tôi gửi theo vào đấy. Đây, anh em cái cỡ chuẩn của nó. Đây trong cái video này tôi sẽ sau cái chỗ này tôi sẽ để nguyên cái này làm cái video ở đằng sau. Tràn ra anh em
dùng thoải mái luôn. Đấy anh em có thể là lấy bút sao chép hoặc là gì đấy, hoặc là tạm dừng lại, anh em cũng có thể làm được cái này, nó sẽ khá đầy đủ và nó dễ nhìn hơn cái video ở kia. Ok.